Hello, chào các bạn. Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Nguyên Lộc chúc cho tất cả cô chú, anh chị em cùng các bạn trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về chủ đề về trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Và các bạn theo Đức Lâm Nguyên Lộc, mình sẽ quay một vòng về trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn tham khảo địa chỉ chỗ trường đại học các bạn. Đây đường Lý Thường Kiệt các bạn, đường Lý Thường Kiệt dẫn đến Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là trước cổng của trường Đại học Bách Khoa các bạn. Đây, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Tọa lạc tại địa chỉ số 268 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đại học Bách Khoa nằm trên đường Lý Thường Kiệt các bạn. Đây là toàn cảnh công viên đó trước trường Đại học Bách Khoa các bạn. Trường Đại học Bách Khoa này nó nằm kế trường Đưa Phú Thọ các bạn, cũng là gần với bệnh viện Trương Dương, ở phía ngoài đường Hồng Bàng hoặc đường 3 tháng 2 mình quẹo trái vô các bạn, mình chạy thẳng đường Lý Thường Kiệt về hướng Hoàng Văn Thụ. Nó nằm qua chỗ bệnh viện Trương Dương một xíu, phía bên tay mặt gần ngã tư Tô Hiến Thành với Lý Thường Kiệt nha các bạn. Trong khung cảnh công viên nó rất là rộng các bạn. Còn đây là ra hướng ngoài 3 tháng 2 đường Học Bàn các bạn, ra bến xe miền Tây.